Cuộc chiến giữa diva, divo nhạc Việt. Các diva, divo Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương cùng thể hiện ca khúc Hạnh Phúc Máu. Mỗi người một phong cách, mang lại màu sắc khác nhau cho bài hát. Hạnh Phúc Máu là ca khúc chủ đề trong bộ phim cùng tên, dự án điện ảnh đầu tay của hai đạo diễn Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài. Ngay từ khi chưa ra rạp, tác phẩm gây chú ý, đặc biệt là phần âm nhạc. Ekip thể hiện sự chịu chơi khi quyết định đầu tư thực hiện 15 MV với 15 bản phối khác nhau cho bài hát, giao cho 16 ngôi sao thể hiện. Trong đó có những giọng hát tên tuổi như Tùng Dương, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, cũng có những ca sĩ trẻ đang được yêu thích như Eric, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương. Cuộc chiến giữa các diva, divo. Hạnh Phúc Máu là sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Thi, một tên tuổi còn khá mới lạ trong làng nhạc Việt. Bài hát được sáng tác đơn giản với ca từ giản dị, gần gũi. Cấu trúc cũng đi theo công thức quen thuộc, đi từ phiên khúc, verse đến điệp khúc, chorus. Theo ekip, nội dung bài hát gắn liền với các tình tiết trong phim. Ca từ đặt góc nhìn của một người đang lạc lối giữa dòng đời trắng đen, không biết cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Đến cuối cùng, nhân vật nhận ra đôi khi hạnh phúc phải trả bằng máu và nước mắt. Đó cũng là câu hát quan trọng, khép lại cả bài. Có thể nói, những giọng ca divo, diva như Tùng Dương, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương đã nâng tầm ca khúc hơn hẳn, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Bản của Hồ Quỳnh Hương bắt đầu đơn giản với tiếng guitar làm nền. Cách xử lý của giọng ca hoang mang trung thành với phong cách pop ballad quen thuộc. Cô hát thủ thỉ, nhỏ nhẹ để dồn sức đẩy lên nốt cao ở điệp khúc. Trong khi đó, Tùng Dương gây ấn tượng với lối hát ma mị, kịch tính. Bản phối sử dụng nhiều trống và dàn dây string để tạo sự dồn dập xuyên suốt. Riêng bản Thu Minh sử dụng nhiều nhạc cụ điện tử, phối theo phong cách EDM mới mẻ, hiện đại đúng theo dòng nhạc cô theo đuổi. Tính đến hiện tại, MV của Hồ Quỳnh Hương đang dẫn đầu với hơn 1,1 triệu lượt xem. Xếp sau là Thu Minh với con số sát sao 1 triệu lượt xem. Tạm thua hai nữ đồng nghiệp, Tùng Dương nhận thành tích khiêm tốn hơn, chưa đầy 300.000 lượt xem. Điều này cũng dễ lý giải vì phiên bản của giọng ca con có khá hàn lâm, trong khi hai phiên bản của Hồ Quỳnh Hương và Thu Minh đều dễ nghe nên gần gũi với khán giả hơn. Các đàn em không lép vế. Ngoài ba gương mặt nói trên, Hạnh Phúc Máu còn được trình bày bởi nhiều giọng ca khác nhau. Dự án quy tụ được lứa ca sĩ thuộc trường phái Thực Lực, có chất giọng tốt như Hồ Trung Dũng, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang. Đặc biệt là quán quân chương trình ca sĩ mặt nạ, thạc sĩ Thanh Nhạc Ngọc Mai, tức Osen. Xếp sau là thế hệ ca sĩ trẻ đang được yêu thích như Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Eric, Hoàng Tôn, Nhầm Phương Nam. Cuối cùng, đảm nhận ca khúc là những người đẹp nổi tiếng gồm Hoàng Thùy, Nam Anh, Nam Em. Dù chưa để lại nhiều ấn tượng ở màng sáng tác, Võ Hoàng Thi lại chứng tỏ bản lĩnh sản xuất âm nhạc khi tự đảm nhận 15 bản phối cho các MV. Qua bàn tay của anh, bài hát như được khoác lên những lớp áo hoàn toàn mới, không bản nào giống bản nào. Chẳng hạn, MV của Eric mang màu sắc EDM pha trộn R&B, MV của Võ Hạ Trâm lại có hơi hướng semi-classic. Đặc biệt, nhạc sĩ cũng tìm cách để giọng ca không chuyên như Hoàng Thùy có thể thoải mái thể hiện ca khúc, che khuất được khuyết điểm trong giọng hát. Theo Võ Hoàng Thi, việc làm việc cùng lúc với nhiều giọng ca khác nhau không phải là khó khăn với anh. Trái lại, thách thức đặt ra là nhạc sĩ phải hoàn thiện mọi công đoạn trong vòng 2 tuần để đảm bảo kịp tiến độ phát hành phim. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh không thể tự mình lo liệu tất cả khâu phụ như mastering, xử lý giọng, hiệu chỉnh âm thanh mà có sự trợ giúp rất nhiều của các đồng nghiệp. Trước nay, chưa có bộ phim nào được đầu tư mạnh về phần âm nhạc, cũng chưa có ca khúc nào được thực hiện nhiều MV cùng lúc như Hạnh Phúc Máu. Trong vòng 24 giờ ra mắt, loạt 15 MV của 16 nghệ sĩ nhanh chóng đạt hơn 1,5 triệu lượt xem, lập kỷ lục là dự án ca nhạc hoành tráng nhất showbiz. Bên cạnh ca khúc Hạnh Phúc Máu, ekip còn tung ra MV Một Bước Vô Hình với sự góp giọng của Hà Trần. Hiện sản phẩm cũng được chú ý với hơn 1,6 triệu lượt xem trên YouTube. Có thể nói, đây là một chiến lược truyền thông tốn kém. Việc nhiều ca sĩ cùng thể hiện phần nào giúp tăng độ phủ sóng ca khúc lẫn dự án. Tuy nhiên, loạt MV chưa hẳn đã ảnh hưởng nhiều đến việc bộ phim có thành công tại phòng vé hay không. Chất lượng vẫn luôn là yếu tố quyết định thành bại của tác phẩm, nhất là trong bối cảnh gần đây nhiều phim Việt bị chỉ trích vì có chất lượng quá kém.